Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai 10 tháng 7. Xin chúc cho tất cả anh em có những ngày đầu tuần gặp nhiều suôn sẻ trong công việc. Hôm nay em lên một khách hàng mọi thuốc cho anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chứng khoản đủ free ship 2 có cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và biết code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn hoặc là số điện thoại của em là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn á. Đầu tiên em lên một con Rad 2012 Redzin nha anh em. Bị oxy hóa này, đánh sâu quá thì sợ mòn vỏ nên em đánh sơ sơ rồi, ba sơ sơ thôi. Cho anh em thích dòng đồng xếp 212. Vàng trùng năm nha anh em. Một vàng trùng năm. Nguyên zin chưa sửa chữa. Con này là brass zin không phải hàng xả ha. Sao con này em lên một con hàng xả là mã cho anh em. Brazil nha anh em, không phải hàng xả à. Đây một con xả rôm. Chủ đề này là chủ đề nằm trên kinh tạc á. Mặt trước nó có hơi dăm nhẹ ha. Những cái này em không có dám đánh sâu sợ mòn vỏ, đánh sơ rồi. Nói chung thì không ảnh hưởng gì nhiều. Sản xuất năm 91. Có dăm nhẹ. Ruột này màu mọc em spa cho anh em rồi. Ruột này màu mọc giai đoạn ha. Có spa sơ cho anh em. Chưa sửa chữa. Con này là cái dấu ở đây là nó do cái lỗi hãng anh em. Nó bán siết quá thì nó làm cho cái viền này nó hơi sát, nó tạo cái độ vên. Còn bánh xe thì em bao cho anh em là zin hãng. Con này là chưa thay thế á. Gặp rất nhiều luôn. Ngay cả những cái con mới cũng có nhiều con nó gặp hết vấn đề như vậy. Bánh bán.
số 2 550k. Lên mã số 3. Con này nó có một điểm dầm mà thôi. Viền được khắc ăn mòn, đổ sơn. Chủ đề này chủ đề ướp ván. Chủ đề cũng thuộc Hawaii. Thuộc chủ đề Hawaii. Lề lối đẹp. Nó có ăn mòn xin hãng luôn nha anh em. Có ăn mòn đổ sơn xin hãng. Góc cạnh thì em thấy đẹp mà chỉ có một điểm dâm kim đây nè. Mặt sau nó có hơi sinh tơ. Bánh xe bán lửa gặp khỏe, chưa sửa chữa. Ruột 14 mã trùng năm. Con này lúc trước mà bạc đó. Con này lúc trước mà bạc đánh bay lớp bạc ra đi can nha anh em. Chủ đề xin hãng. Số 3 530k. Rồi, đây là con Vinh Tẹt khá lạ, sản xuất 599. Dòng Vinh Tẹt không chặt gốc ha, và nó vân sóng này là zin hãng luôn. Lề lối đẹp. Con này có cũng có cấn nhẹ, cấn dâm nhẹ thôi. Dầm nhẹ nhưng mà được cái bản Vinh Tẹt 1937 lạ, vân sóng không chặt gốc. Sửa chữa luôn nha anh em. Nó yếu đá này. Em thay đá test lửa cho anh em luôn. Đôi khi nhiều khi nó dạ cái ánh sáng á. Cái tia lửa nó không thấy bén. Okay, huh? Hồi tháng 7 mã số 4 620. Giá này chơi một con Vinh Tẹt
lạ nè, cũng hợp lý ha. Zippo sản xuất năm 92, tình trạng con này thì nó té hơi nhiều. Mà lớp rơm thì khá ok. Con này vỏ nó mấy góc cạnh nó cũng té khá nhiều, nhưng mà hoạt động ok, âm thanh hay, chủ đề cũng đẹp. Mã số 5. Lên một con này nó mạ anti-wear, nó có xước, nó xước lớp keo thôi nha nè. Con này nó hơi xước lớp keo, chắc full nắp ha. Sản xuất năm 97, ở mặt sau nó hơi xước lớp keo ha, mà nó cái lớp keo nó còn nguyên nha anh em. Góc cạnh đẹp à, sao nó hơi xước lớp keo, trước cũng có xước, bù lại góc cạnh đẹp. Con này dây ruột đẹp luôn, thấy cái ruột không? Cái con này nó cũng vậy nè, anh thấy không? Cái là zin á, nhưng mà kiểu ta kiểu hãng nó tán sát quá, ép quá thì làm hơi vên cái ngay chỗ này lên. Mà bao zin, bao chưa sửa chữa. Anh em nhìn cái ruột này, tán hai màu của nó giống nhau y chang, thấy không? Cái lớp keo thôi, góc cạnh cũng đẹp nữa. Màu là màu anti-wear silver. Mười tháng 7, mặt số 6. Chủ đề xin hãng về con dấu tổng thống của Hoa Kỳ. Con dấu này quyền lực à. Phải có con dấu này thì của tổng thống thì mọi việc nó mới phải trơn tru ha. Nói chung là xuống cái con dấu này thì đây nó có cấn nhẹ. Có cấn nhẹ ha nè, và sản xuất năm 88. Chủ đề này cũng khá đáng chơi, con này thì nó có xước tơ và cấn vài điểm nhỏ.
đúng rồi, lưỡi gà khỏe bánh xeo bán nha. Con này thì ruột mời giai đoạn 8889, lưỡi gà chưa mắc cạnh, lưỡi gà bao khỏe luôn. Số 7 650, chủ đề này chủ đề xin hãng nha anh em, chủ đề về con dấu của tổng thống. Rồi, hôm nay một chủ đề cross được khắc full nắp hoa văn và emblem zin phối hai màu, sức 208. Rồi đó. Lớp màu bạc còn nguyên nha anh em. Không có thấy phai phôi gì ha anh em. Trùng năm con này lúc trước như là nó mạ bạc đờm mi vàng, con này mạ bạc đờm mi vàng. Số 8 650. Rồi em đem con Vinh Tẹt Brad sản xuất năm 91. Em lên theo zip luôn nha. Con này Brazil ha anh em. Rụt vàng mờ giai đoạn. Bao Brazil của máy hàng xả nha anh em. Rồi em lên cho anh em mấy con hàng new. Em con sơn chủ đề về ách bích. Con này nó lỗi một xíu là nó hơi tróc sơn, mà nó chưa sử dụng, nó chưa qua sử dụng, em chưa căn chỉnh luôn. Sử dụng như nó loại vận chuyển về nó hơi xước và mặt sau nó có khắc. Sản xuất
2017. Chưa canh chỉnh luôn nha anh em. Ruột trùng 5. Chưa có sử dụng ha, chưa chăm xăng nha. 10 tháng 7, số 10, 350. Đây, con này cũng về chung lô với con đó. Chủ đề về hạt lay Davidson, con trình này cũng có hơi chốc lớp sơn. Mặt sau con này nó cũng có khắc. Sản xuất 2018. Dòng xước bụi, mặt trước in hấp nhiệt, chủ đề hỏi nè, là vận chuyển của em về hôm trước đó, nó về như một lô số này mà nó không có bao bọc gì hết, nó gom một đống vô 20 mấy con thì cấn nè. Cái này để em xử lý sao cho anh em nè, cho nó đỡ chút xíu, nó hơi cấn tâm vô này, để dành mồi thuốc cho anh em mới chơi mồi thuốc. Em nhìn lồng nắp rồi là anh em biết nó chưa có chăm xăng hay vỏ nè. Tám con này ruột trùng 5 tháng. Chưa canh chỉnh hay gì hết anh em, còn đủ rơ của hãng. 350 luôn, dành cho anh em mới chơi, dành mua con mồi thuốc. 11 350. Rồi em lên một con La Mã. Chủ đề về cứu quả, chủ đề về lĩnh cứu quả, sản xuất năm 98, tình trạng là chưa qua sử dụng luôn. Mặt sau có hơi xước tơ nhẹ ha, lỡ bảo quản vẫn chưa canh chỉnh, nó có hơi xước buồn đốt. Ruột trùng 5. Con này bán cho anh em 800k, có xước là bảo quản, xước có buồn đốt với thằng nắp xước. 10 tháng 7, mã số 12, 800k, tặng hộp linh kiện cho anh em bảo quản luôn. Anh em ok chốt thì có cần canh chỉnh năm thì báo em, thì em để nguyên, em chưa có canh chỉnh cốt lại. Em lên một con phai xước, chủ đề về đội xe, hiệu xe Volkswagen của Đức, sản xuất năm 96, chưa sử dụng luôn. Chùi nó ra.
ruột trùng năm. Con này 850. Đây một con xưa cho anh em. Sản xuất năm 71. Có một dâm kim. Lề lối đẹp. Đây là có cấn này ạ. Thì có cấn dâm của dòng xưa. Lớp rơm thì nó có xước xác nhưng mà chưa có phôi phai. Còn mấy anh năm sinh 71. Bất bột. Ruột màu mặt chữ chỉ gà lớn đúng đời. Cái này ồm quá, nó không có âm thanh. Con này nguyên zin chưa sửa chữa luôn nha anh em. 71. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Nếu anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì em xin một lượt đăng ký và một lượt like ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn quan tâm đồng hành theo dõi kênh của em và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào tất cả anh em và chúc cho anh em và gia đình một buổi tối vui vẻ cũng như là một tuần mới tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.